Thanh niên hoi đang vác cục đá này năm nay vừa tròn 15 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đã phải bỏ học sớm và đi làm cu li để kiếm tiền. Anh đi đến đâu cũng đều bị người khác coi thường, nhưng không ai có thể nghĩ được là anh sẽ trở thành một tỷ phú nổi tiếng của Mỹ. Và sự giàu có của anh bắt nguồn từ tờ báo này. Trên bài báo có đề cập đến một người tên là Andrew Carnegie, mà người này cũng bỏ học sớm để kiếm tiền và cũng phải chịu sự khinh thường của những đứa trẻ giàu có đó. Nhưng cuối cùng anh ấy đã trở thành tỷ phú. Đọc đến đây, chàng trai liền thề với Chúa, bản thân cũng sẽ trở thành tỷ phú. Về đến nhà, anh liền lấy tờ báo ra và nói với cha mình, con muốn trở thành tỷ phú. Nhưng người bố lại trả lời anh như thế này, con hãy nhớ lấy nhóc à, con sẽ không bao giờ có tiền đâu, con chỉ có thể trở thành một loại người và đó chính là người hạ đẳng, đó là những gì mà bố của ta đã dạy ta, cho nên ta cũng chỉ có thể dạy cho con như vậy. Nghe những lời nhảm nhí vô lý của bố, chàng trai trầm lặng và không nói gì. Và khi đi thăm người mẹ đang bệnh nặng, anh không muốn cả đời này phải sống một cách vô ích như bố, thậm chí cả tiền mua thuốc cho mẹ mà cũng không có. Thế là anh quyết định bỏ nhà ra đi, vì anh biết chỉ có kiếm thật nhiều tiền mới cứu được mẹ. Nhưng anh không biết được là lần này đi chính là lần cuối cùng anh được gặp mẹ. Anh không có tiền mua vé xe nên chỉ có thể lẻn lên chuyến tàu vừa mới khởi hành. Cứ như vậy, sau khi tỉnh lại anh đã đến Texas và anh lại phải nhảy xuống khỏi tàu trước khi vào ga. Anh cảm thấy hơi bối rối và không biết phải đi đâu. Vì vậy, anh đi theo một nhóm người đi đường đến một thị trấn nhỏ và tình cờ là có một chủ nông trại trong thị trấn đang tìm công nhân để giải quyết vấn đề cơm ăn. Anh liều mạng chen lên phía trước và cố gắng hết sức để giới thiệu mình với chủ nông trại, nhưng đối phương lại muốn một người có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh. Thế là anh liền quay người ôm lấy anh mập bên cạnh để chứng minh sức mạnh của bản thân. Điều này làm cho người chủ nông trại phá lên cười, thấy anh tích cực như vậy nên đã quyết định chọn anh. Trong nông trại, anh đã làm quen được với người bạn thân của đời mình, Gus, một chàng trai lúc nào tinh thần cũng sa sút. Thật ra Gus sinh ra trong một gia đình chủ nông trại giàu có, nhưng vì kinh tế sa sút, anh chỉ có thể ra ngoài làm thuê cho người khác để kiếm sống. Ước mơ của anh là vực dậy việc kinh doanh của gia đình và trở thành chủ trang trại lớn nhất ở Texas. Hai tâm hồn trẻ đều có tinh thần sa sút và kém may mắn như nhau, cứ như vậy đã gắn kết lại với nhau và động viên lẫn nhau. Tối đến, khi nhìn thấy những công nhân đang tụ tập đánh bài, chàng trai liền chìm trong suy nghĩ. Anh cho rằng nếu chỉ dựa vào việc làm thêm, vậy thì cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành tỷ phú được, và rồi cuối cùng anh cũng sẽ giống như nhóm người này, lãng phí thời gian trong sự mê muội vô độ đó. Do đó, anh tìm đến người chủ nông trại và trực tiếp đặt câu hỏi, tôi muốn biết làm thế nào để trở nên giàu có như ngài. Người chủ nông trại nói với anh, có rất nhiều điều kiện để thành công, nhưng chỉ khi trở thành người dẫn đầu thì mới có thể thành công. Câu nói này đã đánh thức cậu bé. Anh hỏi người chủ nông trại, nếu chúng tôi hoàn thành công việc sớm thì có thể tiết kiệm tiền cho ngài phải không? Ông liền đáp lại, đúng vậy. Sau đó anh lại nói, ngày mai tôi có thể hoàn thành công việc, ngài có thể chia một ít tiền ngài tiết kiệm được cho tôi không? Người chủ nông trại mỉm cười và trả lời rằng, tôi tán thưởng cậu, nhưng cậu không thể làm xong được đâu. Sáng sớm hôm sau, khi những người khác thức dậy và đi làm một cách nhẹ nhàng, thì anh đã sớm không ở đây nữa rồi. Hóa ra anh đã bắt đầu làm việc lúc 3 giờ sáng và đã hình dung ra quy trình làm việc. Sau đó, anh cũng dạy những người công nhân hợp tác làm việc, một người chịu trách nhiệm đào và người kia chịu trách nhiệm lắp đặt, giống như dây chuyền lắp ráp của một nhà máy vậy. Người chủ nông trại ở một bên nhìn anh và mỉm cười hài lòng. Cứ như vậy, hiệu suất làm việc của họ được cải thiện rất nhiều và đã hoàn thành công việc sớm. Đồng thời, chàng trai cũng được trả thêm chút tiền công. Đây là số tiền quý báu đầu tiên của anh, $30. Sau khi lấy được tiền, điều đầu tiên chàng trai làm là gửi $20 về nhà để mua thuốc cho mẹ. Mà chính vào lúc này, chàng trai lại gặp cơ hội quan trọng nhất trong đời mình. Một chiếc thắt lưng vàng lấp lánh đã thu hút sự chú ý của chàng trai nghèo bên cạnh. Anh hỏi người đàn ông, làm thế nào mới có thể trở thành một người giàu có như anh? Đối phương chỉ nói một câu, thảo nguyên của Texas khắp nơi đều là vàng, quan trọng là cậu có nhìn đủ sâu hay không. Chàng trai thông minh nghĩ ngay đến dầu mỏ. Tôi nói có đúng không? Là dầu mỏ. Người đàn ông mỉm cười không nói lời nào và quay người rời đi. Gặp gỡ là định mệnh, có người chỉ nhìn một cái là say đắm cả đời. Đúng vậy, cậu bé vừa tìm thấy người đàn ông giàu có, vừa quay người lại thì đã bị mê hoặc bởi cô gái xinh đẹp này. Cô gái chào đón anh một cách trang nhã, nhưng anh lại lo lắng đến nỗi không nói lên được câu nào. Có điều cô gái lại không ghét anh như một gã quê mùa, mà còn mời anh đến buổi khiêu vũ của trường. Thế là chàng trai cố tình ăn vận bảnh bao và ngượng nghịu đi đến buổi khiêu vũ. Cô gái tên là Hannah, cô là một hoa khôi vô cùng hấp dẫn ở trường. Chàng trai không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã quyết định tỏ tình với cô. Tôi muốn cưới em. Đây là câu nói lưu loát nhất mà chàng trai nói ra được sau khi họ gặp nhau. Hôm đó anh đến để đưa Hannah về nhà. Anh khoác chiếc ba lô trên lưng và trông có chút tự ti. Và người đàn ông giàu có lái xe đến đón Hannah ở bên cạnh thì thật kiêu ngạo. Anh ta cười chàng trai cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Chàng trai cũng không chịu thua kém mà đi về phía hắn ta, thể hiện rằng thằng nhà quê này rồi sẽ có ngày trở thành tỷ phú. Thực ra Hannah cũng có ý với người con trai này. Cô đã đưa anh đến văn phòng hiệu trưởng với hy vọng giành được vị trí học sinh đến học ké. Như vậy anh cũng có thể ở lại. Nhưng thầy hiệu trưởng chưa nói gì, chàng trai nói không đồng ý trước. Anh nghĩ rằng học là một sự lãng phí thời gian nên anh tự học là được rồi. Đã vậy anh còn lấy ra rất nhiều ví dụ về những người thành công mà không cần đến giáo dục. Hiệu trưởng nói thanh niên có hoài bão là tốt, nhưng một nền giáo dục tốt mới là điều quan trọng cho tương lai của cậu sau này. Để chứng tỏ bản thân, chàng trai đã bảo Hannah hãy đặt câu hỏi của mình, cho tôi một số có ít nhất 5 chữ số nhân với một số khác. 56.679 nhân với 61, 3.457.419. Chỉ trong một giây anh đã hình dung ra câu trả lời trong đầu. Hannah đã vô cùng sửng sốt khi xác minh điều đó là đúng. Không những vậy, chỉ cần nhìn thoáng qua anh cũng biết thấy hiệu trưởng bị bệnh ngoài da, và hơn nữa anh còn nói chính xác được nguyên nhân của nó nữa. Tiếp đó anh nói, hiệu trưởng, ngài nhận được một sự giáo dục tốt và thu nhập hàng năm
lương của ngài là khoảng 1.700 đô. Có thể nói, trong cái thị trấn nhỏ này đã là rất cao rồi, nhưng tôi lại không hài lòng với số tiền ít ỏi này. Sau khi ra ngoài, Hannah tức giận với những gì chàng trai đã nói. Cô nói rằng, vẻ ngoài hiếu thắng này của anh chỉ thể hiện sự mặc cảm và mong manh bên trong con người anh. Nói xong cô liền quay người bỏ đi. Sau đó, ngày hôm sau, Hannah lại nhìn thấy chàng trai xuất hiện trong lớp. Cô rất vui vì chàng trai đã nghe theo lời khuyên của mình. Sau khi trở lại trường học, mối quan hệ của cả hai không ngừng được hâm nóng và họ đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nhưng đột nhiên có một ngày, phía trên đưa xuống tin tức Nhật Bản tấn công vào Hawaii và Hoa Kỳ buộc phải tuyên chiến với Nhật Bản. Mặc dù chàng trai ham kiếm tiền nhất, nhưng anh cũng là một thanh niên đầy nhiệt huyết nên anh đã nói dối tuổi thật của mình để được nhập ngũ. Sau khi biết tin đó, cô gái đã cãi nhau một trận với anh. Tôi sẽ không đợi anh đâu. Nhưng một giây sau đó, anh xin lỗi, Hannah, anh yêu em sẽ đợi anh về. Trưởng quan cử tân binh đưa tin ra tiền tuyến, nhưng anh ta lại không dám. Chàng trai thấy vậy thì liền trực tiếp giật lấy bức thư, sau đó liền lên đường mà không thèm ngoảnh đầu lại. Chỉ cần nhìn thấy cơ hội, anh quyết không bỏ lỡ. Nhưng anh lại quá liều lĩnh đi, liều lĩnh chạy được nửa đường, trực tiếp bị nổ văng ra một bên. Hên là anh gặp lại người bạn cũ Gus, bây giờ họ lại là bạn chiến của nhau rồi. Gus đã mạo hiểm và kéo anh về, và thế mới cứu được anh một mạng. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt chàng trai đã trở thành một người đàn ông. Sau khi giải ngũ, anh đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình để mua một chiếc máy khoan, nhưng dù khoan thế nào thì dầu vẫn không chảy ra. Còn trong nhà anh đã nghèo đến mức sắp không có gì để ăn, và hơn nữa họ còn phải nuôi 4 đứa con nữa. Chắc chắn bạn nhất định muốn hỏi là anh ấy đã kết hôn với ai phải không? Hannah ư? Nhìn vào đôi mắt và khuôn mặt của người vợ, tôi sẵn sàng tin rằng cô ấy chính là Hannah. Người đàn ông này là một thiên tài, nhưng anh lại quá su. Anh đã dành tất cả tiền tiết kiệm của mình cho một giàn khoan, nhưng đào thế nào cũng không có dầu chảy ra. Và hôm đó, khi anh đang chơi với lũ trẻ, thì một câu nói của con trai đã khai sáng cho anh. Nhìn kỹ rồi chứ, có thể dạy con cách ném bóng theo một đường cong không? Ta không biết ném như thế nào hết. Được thôi, nhưng sẽ có người biết chứ. Những người đó gọi là gì? Chuyên gia. Đúng vậy, đi tìm chuyên gia thôi. Không sai, tìm người chuyên nghiệp để làm những việc chuyên nghiệp. Ngay sau đó, Steven đã mời đến một chuyên gia. Sau cuộc điều tra của chuyên gia, quả nhiên đã phát hiện ra một mỏ dầu lớn. Steven, lần này thì anh đã thực sự phát tài rồi. Chuyên gia đã tìm ra cho anh trữ lượng dầu lớn, ước tính lên đến 50 triệu thùng và có thể bán với giá 1.000 đô la Mỹ một ngày. Mặc dù mục tiêu trở thành tỷ phú vẫn còn rất xa, nhưng như vậy là quá đủ để trở thành một triệu phú rồi. Lúc này, người chủ nông trại cũ vì ghen ăn tức ở nên đã đến thừa nước đục thả câu, muốn lấy một phần công. Lão ta trực tiếp đưa thẳng Steven ra tòa. Còn Steven nhớ rằng những người chuyên nghiệp phải làm những việc chuyên nghiệp, thế là anh lại mời một luật sư da đen giỏi nhất trong nghề và anh ấy đã giải quyết vấn đề chỉ bằng một vài câu. Hợp đồng được ký đúng vào 2 năm 2 tháng trước ở Texas. Pháp luật quy định rằng thời hiệu của tranh chấp quyền tối thiểu là 2 năm. Ở đây này, đừng nói với tôi là ông không biết nha. Sao lại như vậy được? Tôi nói với ông rồi, tôi chỉ là một luật sư ly hôn. Nhìn thấy anh luật sư da đen cố gắng đến vậy, Steven quyết định chiêu mộ anh. Sau đó, họ ngày càng đào được nhiều dầu hơn và công việc kinh doanh càng ngày càng lớn. Những năm nay, việc Steven tập trung hết sức vào công việc đã khiến một số đứa con của anh lớn lên trở thành những tay chơi. Ngoài việc mở miệng xin tiền ra thì không biết làm bất cứ việc gì, nhưng Steven lại không quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất trong đầu anh lúc này là mua thêm thật nhiều trang trại và khai phá thêm nhiều dầu mỏ nữa. Nhưng lần này cuối cùng cũng đến lượt anh vấp phải trắc trở rồi. Đối phương nhất quyết từ chối ký hợp đồng, nên Steven chỉ có thể dành thời gian với đối phương ở khách sạn. Và người duy nhất bên cạnh anh chính là anh luật sư da đen. Vào đêm Giáng sinh, luật sư da đen không thể đợi lâu hơn nữa, anh ấy phải về nhà để đoàn tụ với gia đình. Steven để anh ấy đi, nhưng bản thân anh thì vẫn kiên trì ở lại. Và quả nhiên, ngày hôm sau anh đã nhận được hợp đồng. Hóa ra đối phương đã sớm muốn chuyển nhượng cho anh. Sở dĩ trì hoãn lâu đến như vậy chính là để xem thành ý của anh đến mức nào. Vì lần mua lại này, Steven đã thấy mình trở thành tỷ phú trên các tiêu đề báo, và cuối cùng anh đã đạt được mục tiêu thời thơ ấu của mình. Nhưng nhìn xung quanh, dường như lại không có ai có thể chia sẻ tin vui này với anh. Lúc này cuối cùng anh mới hiểu ra, sự giàu có đến một giai đoạn nhất định, nó cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu mà thôi, và anh đã bỏ bê gia đình quá lâu rồi. Ở đầu dây bên kia, người vợ đã chuyển đến một tin, anh luật sư da đen, cánh tay đắc lực và cũng là người bạn tốt của anh, đã bị tai nạn xe hơi trên đường về nhà, và cả hai quả thận đều bị vỡ. Để cứu mạng người bạn thân của mình, anh quyết định hiến một quả thận của mình. Sau khi xuất viện, Steven đã tổ chức một cuộc họp gia đình để tuyên bố tất cả tài sản còn lại của mình sẽ thành lập một quỹ từ thiện để cứu trợ những người gặp khó khăn. Sau đó, anh đưa cho mỗi đứa con 10.000 đô để chúng dùng số tiền đó giúp đỡ những người khác. Đây rõ ràng là một bài kiểm tra, nhưng những đứa trẻ này dường như đã tìm ra cách để tiêu số tiền khổng lồ này và không hề có ý định đi giúp đỡ người khác. Chỉ có đứa con thứ hai đem 10.000 đô trả lại cho anh. Cậu nói mình không thiếu tiền, hy vọng có thể đem 10.000 đô này đưa vào trong quỹ từ thiện đó. Và cuối cùng, đứa con thứ hai trở thành người thừa kế số tiền cách xù đó. Đúng là thời tới cản không kịp mà đúng không các bạn? Những người chỉ ham thấy cái lợi trước mắt mà quên mất mục đích và tương lai phía sau thì cuối cùng cũng chỉ còn cái nịt mà thôi. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận được tài năng và ý chí nghị lực của nam chính, một lòng muốn thoát khỏi cái nghèo, trở thành tỷ phú mà cha anh từng cho đó là suy nghĩ vớ vẩn. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo nhé.